Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ hàng thuộc hàng siêu phẩm về chất lượng. Đấy, đây là dòng động cơ Longines 175 lòng nước côn tay. Nói về chất lượng thì những cái dòng máy của Longines thì nó là bên Trung Quốc thì nó là hàng đặc biệt rồi. Đây các cái tem chứng chỉ đây này. Đấy, chứng chỉ chất lượng này của Longines này. Đấy. Ở đây những cái tem về xuất khẩu đây này. Đấy. Của nhà máy này, Longines này. Mã vạch này, các loại mã vạch này rất là đầy đủ. Thì đây là dòng máy 175 các bạn nhé, chạy làm mát bằng nước. Máy thì đi theo một cần khởi động và một cần sang số. Đấy. Đây, đây là cái mặt là hông sườn của nó này. Làm mát bằng nước này, Longines này, động cơ Longines này, đấy, củ đề này, đấy, đây là những cái phần làm mát bằng nước, những cái chỉ số đo nhiệt độ các thứ, đây là lắp vào đây. Cái này thì các bạn nên tìm hiểu một chút kiến thức về động cơ xe máy thì các bạn sẽ lắp đặt được. Đấy, đây là phần lắp đặt bô này, đấy. Máy thì nó chỉ như thế này thôi, không đi kèm theo một cái gì hết. Đây, đây là bên này về chất lượng của nó là 5 sao này. Đấy, đây là cái đường ống của nó này. Dây điện của nó thì chỉ ra đầu dây các dây như thế này đâu các bạn nhé. Máy này là máy 175 nhé, máy Longines 175, củ đề làm mát bằng nước. Các bạn mua thêm các thứ nữa thì liên hệ. Còn mình đang giới thiệu là giới thiệu cho các bạn cùng máy này thôi. Thì chi tiết một cái máy đó là như vậy. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn một số cái kích thước. Đây kích thước chiều cao của máy. Chiều cao là 45. Chiều từ đằng trước về đằng sau là 30. Chiều từ trước về sau là 30. Chiều ngang máy là 35. Đấy. Kích thước trọng lượng của máy thì tí mình sẽ cân và để dưới màn hình. Xin các bạn lưu ý đây là dòng máy tốt nhất bên Trung Quốc nhé, hiện nay nhé, máy Longines. Máy Longines này thì nó còn cao cấp hơn cả những cái dòng Yangxing. Đấy, hay là những cái dòng không có thương hiệu khác. Thì các bạn chơi những cái dòng xe máy đời đầu ấy, thì các bạn ngày xưa có những cái con xe máy của Trung Quốc nhập sang Việt Nam đời đầu ấy, thì nó thường là lắp những cái máy Longines, Lifan. Đấy, thì hai cái hãng này Yongsheng, như đợt trước mình có giới thiệu là ba cái dòng máy thương hiệu nổi tiếng bên Trung Quốc, là rất là chất lượng, rất là tốt, chạy rất bền. Đấy, Yangxing, Lifan và Yongsheng. Thì con này là dòng máy này là dòng máy Lifan. Những cái dòng máy chất lượng cao ấy, thì nó đi theo những cái giấy tờ rất là nhiều. Mọi chi tiết về đặt hàng các bạn liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.